Lý do thời gian vừa qua tôi rất là gọi là quan tâm đến cái vấn đề rác thải môi trường, nhất là cái rác thải nhựa. Thực ra thì nó là xuất phát từ một cái trải nghiệm rất là riêng tư của tôi tại nhà thôi. Có một cái tuần mà khi mà chúng tôi không vứt những cái rác thải nhựa của gia đình hàng ngày thì nó đã trở thành một cái đống rác quá khủng khiếp, và từ đó thì bản thân tôi, chính tôi và gia đình tôi đã thay đổi những cái thói quen sử dụng rác thải nhựa của mình, tìm kiếm những cái giải pháp nó thân thiện hơn với môi trường, và cũng gọi là tích cực tìm cách truyền bá những cái thông điệp để nâng cao cái ý thức của mọi người về cái môi trường sống của chúng ta. Tôi nghĩ là những cái thói quen của chúng ta hàng ngày, ví dụ như là đi chợ, đi siêu thị thì cái gì chúng ta cũng sẽ gói bằng túi ni lông, rồi là trong một cái túi ni lông to có hàng chục cái túi ni lông nhỏ cho từng cái thực phẩm ở bên trong đó. Rồi là đến cái việc thói quen mua đồ uống mang đi chẳng hạn, thì nó là một trong những cái thói quen rất là xấu. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cái thói quen đấy khi mà mình có thể mua những cái bình đựng nước để sử dụng hàng ngày, để thay thế cái việc là gọi đồ mang đi, rồi là bạn sẽ phải có một cái cốc nhựa, rồi là một cái ống hút nhựa. Bản thân nó đã là quá thiếu thân thiện với môi trường rồi. Bạn đi làm hay là ở đâu đó gọi một cái đồ mang tới chẳng hạn, thì bạn có thể bỏ một phút nhìn lại cái đồ mà mình đã sử dụng, thì đấy thực sự là khủng khiếp. Ví dụ bạn order một cái suất ăn buổi trưa đi chẳng hạn, thì từ cái hộp, rồi từ cái đũa, từ cái thìa nhựa, rồi đến cái túi đựng cái hộp đó, rồi lại đến cái cốc đựng canh, rồi mọi thứ nó đều là nhựa, và đó là những cái thứ nhựa gọi là không thể phân hủy. Và bây giờ thì tôi nghĩ là mọi người cũng đã dần dần ý thức nhiều hơn về cái việc rác thải nhựa, và cũng có nhiều cái nhà hàng cũng như là siêu thị đã thay đổi cái cách sử dụng rác thải nhựa của mình với những cái gọi là phương án thay thế tốt hơn rất là nhiều, và thân thiện hơn rất là nhiều với môi trường. Tôi nghĩ là mọi việc thì đều phải có người bắt đầu, và cái gì nó cũng đều khó khăn ngay từ những cái bước ban đầu, và việc thay đổi thói quen thì tất nhiên là không thể diễn ra được ngày 1, ngày 2. Bản thân tôi cũng vẫn còn rất là nhiều thói quen xấu với cái việc sử dụng rác thải nhựa. Nhưng mà trước hết các bạn cần phải ý thức, cần phải tư duy về nó. Dần dần cái thói quen đó sẽ được thay đổi. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ thay đổi ngay với những cái trào lưu dọn rác hay là ít dùng rác thải nhựa đi. Nhưng mà với những cái trào lưu đó thì nó sẽ đánh thức cái ý thức tiêu dùng của chúng ta trong một ngày không xa. Và nó giống như là mưa dần thấm lâu, thì mỗi ngày các bạn nghĩ về nó một tí rồi thì các bạn cũng sẽ thay đổi được thói quen của mình. Đón xem Trời Sinh Một Cặp mùa 3 phát sóng vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.